dịp 20 tháng 11 là một cái dịp rất là ý nghĩa để mà học sinh có thể tri ân và gửi những cái lời hay, ý đẹp hay là những cái phần quà mà để thể hiện cái sự biết ơn đến các thầy cô giáo mà đã và đang dạy dỗ mình. Hào hứng để gặp lại những thầy cô cũ của mình. Cảm xúc của một sinh viên vào ngày 20 tháng 1 thì nó rất là khác so với khi mà mình còn học cấp 3. Bồi hồi và xúc động, bài hát đang chảy trong đầu mình đó là mong ước kỷ niệm xưa. Kỷ niệm mà mình không bao giờ quên đó là một lần duy nhất trong 3 năm cấp 3 của mình là mình bị ghi vào sổ sao đỏ bởi vì là đi học muộn 30 phút bởi vì mình ngủ quên các bạn ạ. Các trường sẽ đều chọn ra cái đội tuyển học sinh giỏi ấy. Thì thực ra lúc đấy là mình không chọn đội tuyển môn gì cả, tại vì kiểu mình học đều các môn. Xong rồi mình nhớ là cái lúc đấy là 11 giờ đêm, cái ngày hôm sau là ngày chốt cái danh sách mà học đội tuyển rồi. Xong rồi cô gọi cho mình, cô bảo là thế thì vậy thôi, con không muốn tham gia đội tuyển nào thì con có thể học môn lịch sử của cô. Và đấy là một điều cũng khá là bất ngờ, để mà mình cũng chưa từng nghĩ là lên cấp 3 mình sẽ học đội tuyển sử. Mỗi thầy cô dạy mình thì đều để lại cho mình một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ. Và đặc biệt thì mình muốn gửi một lời cảm ơn rất là sâu sắc đến các thầy cô mà đã dạy mình những cái năm tháng học đội tuyển. Bởi vì là các thầy cô không chỉ luôn ở bên mà còn động viên mình rất là nhiều trong cái thời gian mà rất là áp lực đó nữa. Thầy cô đã nói chuyện với học sinh một cách kiểu thân thiện hơn, kiểu nó cảm giác sẽ như là bạn bè nói chuyện với nhau. Tiếp đó nữa là các phương pháp dạy của thầy cô là nó sẽ thiên về cái chủ yếu là nói chuyện hơn, nó sẽ tạo ra một cái bầu không khí là khi học sẽ cảm giác nó nhẹ nhàng hơn, không quá áp lực. Thầy cô, các giảng viên của mình ấy, thì luôn luôn có những cái cập nhật, những cái trạng thái, dòng trạng thái cảm xúc trên mạng xã hội rất là trẻ trung, xì tin. Và thậm chí là mình nghĩ là không cần một phương thức nào thì hiện nay thì các thầy cô đã như là những người bạn đồng hành cùng với sinh viên rồi. Đối với ngôi trường của mình thì có một số sự thay đổi, như kiểu là các thầy cô sẽ giảng dạy kiểu gợi mở cho học sinh nhiều hơn, thay vì việc giảng dạy một cách gọi là thiếu trực tiếp như hồi trước ấy. Chúc cho tất cả các giảng viên đang dạy mình này, chúc cho những thầy cô giáo đã từng dạy mình sẽ có một ngày 20 tháng 11 thật là vui vẻ, hạnh phúc. Em muốn gửi một lời chúc đến các thầy cô và các giảng viên là sẽ có thật là nhiều sức khỏe, có thật là nhiều những may mắn, thành công để tiếp tục sự nghiệp chồng người của mình. Em cảm ơn các thầy cô rất nhiều vì đã chịu được cái sự nghịch ngợm của em và cũng như là đã có thể dạy em đến ngày hôm nay, và em rất là biết ơn những cái đóng góp và hy sinh của các thầy cô.